Hello anh em. Định livestream nhưng mà thôi. Làm này. Về cơ bản để mà treo cái móc 10 ấy vào cái thằng này ấy thì chắc chắn là cái ring 10 này nó sẽ bị vênh. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng mà vênh ấy mình sẽ sử dụng mấy cái kìm này để mình vặn lại nó là xong thôi. Không có vấn đề gì gọi to tát cả. Nhưng mà thế thì mình sẽ phải để cho cái cao su này nó gọi là cái gì là ống co nhiệt bút vào đây cái là xong. Đấy, bây giờ thì cứ vạch nó ra mà cho vào thôi. Kiểu gì nó cũng vênh. Đấy là cái mà không thể nào tránh được. Đút vào này. Đút vào. Chỗ nào chỗ ấy nhất của nó. Mỏng nhất của nó nằm ở vị trí này. Nằm vị trí này là mỏng nhất. Đấy, nó sẽ vênh. Về cơ bản nó đã vênh. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ dùng cái kìm này. Mình chỉ cần vặn ngược lại là xong. Vặn ngược lại. Vì thực ra cái này hồi xưa mình làm thì mình tiết kiệm ring, mình không biết mua ở đâu cả. Đấy, ring cứ mỗi lần mà nó bị hỏng thì ôi thật sự. Rồi cái này thì đã dùng con kìm khác. Cái này nó dễ bị xước mất đấy. Thì sau khi mà mình quay ngược lại thì nó đã khuyết lại ngay lập tức. Đấy. Nếu thích thì làm thêm vài lần nữa. Với cái ring này thì về chất lượng. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nói chung là mình đã hướng dẫn xong cái vấn đề này. Cái này tương tự với tất cả các cái ring khác nhá. Ring khác cũng thế. Bạn chỉ cần lật đi lật lại mấy lần như thế tự nhiên nó fit lại. Xin cảm ơn bạn.